trời luôn bạn ơi, mưa giông sao ngã cái đu đủ luôn. Hello, xin chào bạn. Thì các bạn thấy không, mình đang đứng giữa trời mưa quá trời lớn luôn bạn ơi. Mà không những ngày nay, ngang mấy ngày rồi mưa lớn quá trời luôn. Nghe nói đâu là cái cơn bão Yagi ảnh hưởng khắp cả nước nha bạn, và ngoài thế giới nữa nha. Đó thì ở miền Nam mình là mình thấy là cũng hơi đỡ nha, mưa nhưng mà không ảnh hưởng gió nhiều nha. Chỉ sơ sơ sập vài cây đu đủ thôi bạn ơi. Còn ngoài miền Bắc á, thì mình thấy quay lên mạng là quá trời sập cầu nè, rồi nước cuốn lốc này kia, thấy bà con rất khổ nha. Thôi thì qua đây mình xin chúc tất cả bà con ngoài miền Bắc đó các bạn thì sẽ cố gắng có tinh thần vượt qua cơn bão nha, nói chung là bình an hết nha. Đó thì ở quê mình là tuy cơn bão nó không ảnh hưởng nhiều nha bạn, nhưng mà ảnh hưởng trực tiếp với mình nha các bạn. Tại vì các bạn biết rồi, mình nuôi cá cảnh mà mấy cái hồ mình nhỏ nhỏ không, mà đa số mình đâu có làm cái dè trắng đâu bạn, thì khi mà mưa nước ngập con cá nó lóc đi hết trơn à. Đó thì ngày hôm nay mình mới phát hiện mấy cá đi không còn gì hết trơn bạn ơi. Đặc biệt nè, đó mình nãy mình thấy nè, nó đi hồi sáng giờ bắt khóa cho cá này nè, thằng này thấy không, nó đi nó lóc đi nè. Trời ơi, phát hiện được một con cá chê nữa bạn ơi. Đặc biệt cái giống cá chê này ha, mà mỗi lần mưa nó đâu có yên chỗ các bạn, nó đi tùm lum hết trơn à. Đó đó đó, thấy chưa, đó hồi sáng mình bắt quá trời luôn à, giờ còn giờ mình kiếm hay còn không. À, mưa chứ quê mình ngập bờ, ngập ao, ngập ruộng hết trơn các bạn. Nói trên đây là cao dữ lắm mà, nó ngập nước rồi. Hay đây con nè, thấy không đây nè. Trời ơi, cái này chắc nó đi mấy ngày rồi, lại nằm đói vậy nè. Đây một con nè. Thì bây giờ các bạn biết sao, mưa khá là tạnh này. Bây giờ mình sẽ coi cái hồ nào mà sung yếu á, có khả năng mà cá đi mình sẽ tát mình kiểm tra. Nếu mà còn cá thì mình sẽ di dời chỗ khác các bạn ơi. Còn không thì chắc mình cũng phải tìm cách khác hay sao, chứ mưa để cái tình trạng này ha. Mưa vài bữa là cái ao của mình á qua bão rồi, nó không còn cá nào hết. Thôi thì mình sẽ dầm mưa nha các bạn, thì các bạn chờ xem ngày hôm nay mình sẽ tát cái hồ lên còn những con cá gì nha. Hy vọng là mấy cá mình kiểm tra các bạn nó sẽ còn đầy đủ, mình mừng nha các bạn. Rồi còn không chắc mình tốn tiền mua số cá nữa rồi bạn ơi. Thôi bây giờ tranh thủ đi bạn ơi, để mưa tới nữa lẹ lên. Đó thì các bạn thấy không, đây là ba cái hồ cá cộng đồng của mình nha. Thứ nhất là cái hồ cá con cá sấu quả tiễn nha các bạn. Thì cá sấu quả tiễn nếu mình không ngăn lưới như thế này thì mình bảo đảm không có còn nha các bạn. Cũng may là nhờ cái lưới này thôi, lưới nó ngập lên đây mặn cá đi không được bạn thấy không, đó vẫn còn rồi cái lưng nè. Vậy là mình biết cái cá nó còn rồi phải không. Còn cái hồ thứ hai là cái hồ thứ hai là cá chép nha các bạn. Đó thì mưa gió là cá chép mình thấy nha các bạn, thấy không, mưa nhiều quá nó cũng giống ngấp ngấp và nó muốn khùng khùng các bạn. Đó thì thôi bây giờ cái hồ cá chép thì khả năng nó đi hết lắm, còn cái hồ này là mình nghi nhiều nhất nè các bạn thấy không. Đó ôi ơi, cái hồ này ha, nước nó ngập lên không có còn gì bạn ơi. Dạ ở đây có nhiều con cá đắt tiền, ví dụ như cá hồng vĩ bữa mình mua 100k nè các bạn, với lại rất là nhiều cá thì tượng nè, rồi cá phát tài nè, rồi nói chung là rất là nhiều cá ở đây. Thôi thì cái hồ này mình sẽ kiểm tra trước cho bạn, nếu mà còn cá thì mình sẽ không cần kiểm tra cái hồ khác. Tại mà biết sao, cái hồ này nếu mà nó thấp như vậy có cá không đi thì mấy cái hồ cá sẽ ở yên nha các bạn. Thì đây chứ nó có cái ống bọng như bạn, mình sụt nó ra nó ra nha. Rồi đẩy ra, đẩy ra. Trời ơi, nãy giờ mình nuôi cá rất là nhiều, sao mình đi vô đây ha, thì không có đụng con nào ta, không lẽ không còn con nào ta. Các bạn thấy không, đây nè, ngay cả kẻ con ốc nè các bạn, nó cũng vẫn còn bò đi được thấy không. Trời ơi, quá trời đi. Tại vì một khi nắng nhiều á các bạn thì mấy con nó ở yên, mà khi mưa nhiều quá là nó chịu không nổi, chúng nó kích thích nó róc đi lắm nha các bạn. Cho nên nó đi nè, di chuyển nằm ốc nè, nó đi nó bò đi quá trời luôn. Rồi thả xuống. Được nửa cái hồ nha bạn, nhưng mà thấy không, chưa gì chơi mà mưa quá trời lớn nữa bạn ơi. Tình hình cái hồ nó biết nào mà nó cạn nổi á. Thì tình hình này khá là bất ổn các bạn, cho nên mình sẽ dùng cái thùng này nè, mình sẽ phụ tát nha, chứ mình khai cái lỗ kia không bao giờ nó kịp. Trời ơi, nó lạnh quá trời, bây giờ tranh thủ tát nha bạn. Hồi nãy giờ mình tát rừng cạn rồi, nhưng mà mình thấy cá gì như còn có con hai con hả bạn ơi. Mà trong cái đó cái hồ mình nuôi rất là nhiều luôn nha. Trời ơi, quá trời mưa lớn chắc nó đi hết rồi. Thì tình hình là nó rừng cạn nha bạn. Bây giờ mình thấy lồi lên quá trời luôn, bạn thấy không. Thì bây giờ mình sẽ bắt để vô cái thao nha. Rồi, ở đây có cái thao nha bạn. Được một con đầu tiên nha các bạn. Một con. Ôi, nó vô. Nó vô. Wow, cá vô này còn là rất là mừng nha bạn. Ủa, cá vô nay bự quá trời luôn hả. Cũng may là còn nha. Ôi, còn bạn ơi. Đây nè. Đây là con cá sặc rằn nha bạn. Cá này trước mình đi chợ mình mua cho mình nuôi ăn rồi, nó sống luôn tới giờ này mà vẫn còn nha. Thì công nhận mình nuôi mình cứu là nó trả ơn người bạn, nó quá là thông minh luôn. Như vậy nó quá là trung thành luôn. Wow. Ôi,
con. Bạn coi nè, hai cái thầy vẫn còn kia không? Quá là mừng luôn bạn ơi. Ôi ôi. Ồ mấy cái này dễ thương chứ ta. Wow. Đây nè bạn ơi. Trời ơi, con nào nếu nuôi rồi bự cho bá lửa luôn. Một con nữa, hai con nữa. Lấy cái rổ mình vớt đi. Ba con, bốn con, năm con, sáu con, bảy, ơi trời ơi bạn ơi, cái con này nó trung thành quá trời các bạn ơi. Con cá cha mèo nha các bạn, ai đi đâu đi với con cá này vẫn còn với mình nha. Nhưng mà con cá hen mình nói thiệt, cái cá này nó đẹp gì quá trời, nó lâu lớn nha. Mình nuôi nay cả năm mà thiệt các bạn, mà nó không lớn nó vậy hoài à. Trời ơi nó lâu lớn mà kinh khủng luôn bạn ơi. Trời ơi, đâu có phi lạc ở đây, nó bự lớn luôn nè, mình đâu có nuôi con cá này đâu ta. Hồi nãy giờ mình tát lên là mình mò, bạn thấy quá trời luôn mà. Cái ông dĩ như mất tiêu rồi bạn ơi. Hồi nãy có ông dĩ mất ta. Thì mình thấy cái số lượng cá tượng là còn y nguyên các bạn, khá là đủ luôn nha. Rồi thì tiếp theo đó là hai con cá phát tài nè, bạn thấy không? Còn y thinh luôn mà nó khá phát triển bự chảng à. Thứ hai đó là cá tra nha bạn, đây nè. Cá cha này với cá mèo này vẫn còn. Nhưng mà cái điều đáng tiếc của mình đây là cái ông dĩ nó mất các bạn. Thì bây giờ mình không biết sao nữa. Một là mình sẽ đem thả chỗ khác, hai là mình sẽ thả lại chỗ đó nha. Nhưng mà các bạn thấy không, mình bây giờ là cơn bão quá trời lớn luôn rồi. Mà mình thả ở đó thì sớm muộn nó cũng đi vậy bạn. Cho nên bây giờ mình sẽ quyết định nha. Thì mưa bão lớn bây giờ mình sẽ đem ra một cái đìa khổng lồ nhà mình á. Ở cái đìa đó nó rất là lớn luôn nha, nó không thể nào ăn cá đi được. Thì mình để đó mình nuôi luôn cho nó phát triển. Thằng này nó bự khổng lồ, siêu to khổng lồ luôn, cái thành mấy cái siêu to khổng lồ nha. Rồi khi đó mình lâu lâu mình tát lên hoặc mình quay lại bạn xem. Bạn thấy không, ở trong nhà mình nó nước nó chảy ra đây nữa bạn. Thì mưa mấy con cá nó theo cái đường nước này nó ra ngoài sông này các bạn. Đó. Đây là sông thiên nhiên nha các bạn. Rồi. Thì sau hồi mình đi là tới nơi nha các bạn. Thì cái số cá này các bạn biết không, thả ở xuống đây thì nó sẽ mau lớn nha. Tại vì đây là cái địa quyền thổ của mình, nó rộng lớn dữ lắm. Nó đi dài trong kia nè. Có cái địa mấy anh em thường thường quay clip bạn rất là lớn luôn. Thì ở đây mình thường thường mình dẫn cho ăn thức ăn nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ thả mình đếm thử mấy con nha. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con. Hỏi bự bự nữa bạn ơi. Bảy, tám, 9 con. Con cá này có sặc nha bạn, mình không tính nha. 10, 11, 12, 13, 14 con. Thì hồi đó mình mua 15 con là 14 con, hình như là nó mất có một con bạn ơi, đi có một con à. Cũng khá là ít nha, kệ nó đi. Thì hai cá bác tài này lần đầu tiên mình thả xuống cái địa mà giống như địa thiên nhiên bạn, nó bự nha. Thì cái địa quyền thổ mình lộng lớn lắm. Hy vọng mấy cá bác tài này xuống thiên nhiên nó sẽ mau lớn nha. Khi đó nó sẽ bắt tiễn như thế nào thì mình sau này mình sẽ có thể mình chạy các bạn, hay mình đánh lưới này kia lên cho bạn coi ha. Đó, hy vọng nó sẽ xuống đây phát triển một cặp này tốt nha. Rồi xuống đây nha em. Rồi tiếp theo là em cá dồ nè bạn ơi. Đó thì nó đẹp quá trời, mình nuôi tốn cơm tốn gạo quá cho nên quyết định mình thả nha bạn. Hy vọng nó ra một cái đìa lộng lớn này nó sẽ giống như nó phát triển tốt nha bạn, để nó bự lên nha. Chứ nuôi trong đây một năm mà lớn vậy nè, đó nuôi hoài không thấy lớn luôn. Rồi xuống đây cho phát triển nha. Rồi còn cái con này đáng lẽ mình cũng thả đành nha bạn, nhưng mà thôi thì mình thả khi nào mà mình đi gặp con khác mình mua lại nha bạn, thấy nó cũng bự rồi đó. Nhưng mà thôi, về đây nó sẽ phát triển tốt. Thì cá này nó cũng giống cá giò của mình nuôi bình thường thôi, giải ăn thức ăn nha. Ra đây nó sẽ bự nha bạn, thả xuống. Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay nói chung là giữa cơn bão lớn nha, thì mình thiệt hại như đó chắc cũng không đáng là bao nha bạn. Nhưng mà mình cũng may mình cứu được mấy con cá cuối cùng nha, để nó khỏi đi mất nha bạn. Thì mình mong cơn bão nó sẽ sớm đi qua để cho bà con nói chung không ảnh hưởng nữa nha bạn. Thì bà con sẽ làm ăn lại bình thường nha.
đó. Thì nếu bạn yêu thích video này hãy cho mình xin một like, một lượt cái lượt chia sẻ để làm động lực nha bạn. Thì cơn bão này đi qua thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ kiếm tiền mình mua cá lại bạn xem nha. Chứ thật ra là mình mua cả cá cảnh cũng khá là tốn kém nha bạn. Còn bây giờ thì mình vô mình tắm rửa mình nghỉ nha. Chứ mấy cái hồ khác là mình nghỉ cá không đi đâu, tại mình nuôi tôm kính này kia là có cái kính bảo vệ nha bạn, không đi được nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.